Tổng Trọng và Tô Chủ tịch, ai đứng sau chỉ thị bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức? Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam trong những ngày gần đây, có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại với tình trạng gia tăng bắt bớ với các nhân vật có tiếng nói khác biệt với nhà cầm quyền Việt Nam. Vào ngày 1 tháng 6 xuất hiện thông tin luật sư Trần Đình Chiển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, đã bị khởi tố bắt giam. Cùng thời điểm đó, nhà báo Huy Đức bị bắt và khám xét nơi ở. Được biết, luật sư Trần Đình Chiển là bạn đồng môn với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Theo giới quan sát, trên mạng xã hội, luật sư Chiển thường có các ý kiến ủng hộ ông Tô Lâm, nhưng lại thường chỉ trích ông Nguyễn Hòa Bình về năng lực và trình độ. Khác với nhà báo Huy Đức, cho đến nay, người ta vẫn chưa hiểu lý do vì sao luật sư Chiển đã bị khởi tố, bắt giam trong lúc này. Có ý kiến cho rằng, người có tài thì lắm tật. Ông Huy Đức hay ông Trần Đình Chiển đều nằm trong số những người như vậy. Họ là những người có chuyên môn, cũng như có trình độ cao, có mối quan hệ rộng rãi với các quan chức cấp cao. Do đó, họ phải gánh chịu số phận của những người luôn phải đứng giữa các làn đạn của các thế lực chính trị cấp cao trong đảng. Việc bắt hay không bắt một ai đó phụ thuộc vào tình hình chính trường, sự thắng thua của người chống lưng cho họ. Huy Đức bị bắt chứng tỏ phe của kẻ chống lưng cho ông ta đang thua cuộc. Một câu hỏi đặt ra là Tổng Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm, ai là người đứng sau việc bắt nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Chiển nói riêng, hay chủ trương dập tắt những tiếng nói trái chiều ở Việt Nam nói chung? Nhà báo, luật sư Lê Quốc Quân đã đưa ra nhận xét trên trang Facebook cá nhân như sau. Cả nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Chiển đều là người Hà Tĩnh. Họ bị hai mũi tên tấn công, bắt khẩn cấp vào cùng một thời điểm. Trước đó có ba nghệ nhân đều bị bắt về tội trốn thuế. Đó là luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Lê Quốc Quân và luật sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Nhưng với động cơ chính trị rõ ràng. Đồng thời, ông Lê Quốc Quân cũng đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại như sau. Chưa bao giờ một tư duy về bang hội, về địa lý, phe nhóm dữ dằn như hiện nay, cũng chưa bao giờ đại biểu quốc hội lại lo lắng, lặng câm như bây giờ. Cứ nhìn vào gương đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là các đại biểu quốc hội run sợ. Facebook Nguyễn Chiến Thắng, một người Việt Nam định cư tại châu Âu cũng đưa ra nghi vấn như sau. Trước đây, nhiều người không hiểu cứ đổ cho Tô Lâm, từ đàn áp biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đặc khu rồi bắt bớ tù đầy các nhà hoạt động môi trường, rồi giết cụ Kình, ra lệnh cho bằng được Trịnh Xuân Thanh bắt cóc ở đó. Cho đến bây giờ, khi Tô Lâm đã bị đá ngược lên trên, nhưng bắt bớ, đàn áp vẫn diễn ra còn gắt gao hơn. Mới nhất là vụ bắt nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Chiển đã cho thấy bàn tay của kẻ nào đó đã nhúng vào tất cả các cuộc bắt bớ, đàn áp, giết người từ trước tới nay. Theo giới khảo tin, không khó để hiểu rằng ông Nguyễn Chiến Thắng đang ẩn ý thủ phạm chính là ông Tổng Trọng. Nhưng ngược lại, trong bài viết Vì sao nhà báo Huy Đức bị bắt khẩn cấp của tác giả Nam Việt đã đánh giá như sau. Lâu nay, nhà báo Huy Đức được coi là người ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng trong các chính sách điều hành đất nước và đặc biệt là trong vấn đề chống tham nhũng. Nhưng có ý kiến nói rằng những bài viết gần đây được viết dưới sự hậu thuẫn của ông Trọng, tức là ông Trọng tự chịu đau để lấy đà cho cuộc dọn dẹp, thao túng của ông Tô Lâm đang diễn ra. Nhà báo Nam Việt nhận định tiếp, Tô Lâm dường như đã nhận thức thấy chuyện gì sắp xảy ra với mình, vì vậy có ý kiến cho rằng tên bạo chúa này, tức là Tô Lâm, lập tức tiến hành bắt giữ nhà báo Huy Đức, mỉa mai thay cũng dựa vào điều luật 331 và 117 của Bộ Luật Hình sự mà đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn y trong việc trấn áp cả nước. Về việc Huy Đức bị bắt ngoài tư liệu của ông Nguyễn Phú Trọng, điều này dường như vượt ra khỏi tầm tay của ông Tổng Bí Thư. Công luận Việt Nam cũng có nhận định chung rằng có vẻ như ông Trọng không muốn Tô Lâm trở thành người nắm quyền cao nhất của đảng và đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc thanh trừng để mà hạ bệ Tô Lâm. Theo đó, đây là biện pháp cùng đôi bên một công đôi việc. Ông Trọng phe cánh sẽ loại trừ con hổ ăn thịt tất cả các đồng chí của mình. Về quyền tự do ngôn luận và biểu đạt Việt Nam, theo đánh giá xếp hạng mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam gần như đội sổ ở bảng chỉ số về tự do ngôn luận với vị trí chỉ có 174 trên tổng số 180. Nó còn tệ hơn cả ở Nga là 162 trên 180 và Trung Quốc 172 trên 180. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Trọng và Tô Lâm, ai đứng sau chỉ thị bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức. Tổng Trọng toan tính gì trong ván cờ thay đổi nhân sự cấp cao của Bộ Công an? Sau Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 với những thay đổi lớn về nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với sự góp mặt của phía quân đội, cán cân quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được điều chỉnh và giúp cho ông Tổng Trọng lấy đại thực quyền.
sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước, ngay lập tức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định chỉ định ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tạm điều hành bộ này. Từ đó cho đến nay, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an đã có nhiều thay đổi đáng kể. Cụ thể, thứ nhất, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, một nhân vật thân cận Chủ tịch nước Tô Lâm, đã chuyển sang nhận công tác mới tại văn phòng Chủ tịch nước. Thứ hai, trên mạng xã hội vào ngày 1 tháng 6, loan truyền một văn bản thư mời báo chí họp báo vào ngày 3 tháng 6 để công bố quyết định Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc sẽ nhậm chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng từ ông Lê Minh Hưng. Như vậy, ông Lê Minh Hưng chỉ nắm giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Tướng Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng phụ trách cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, một đồng hương của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cũng tương tự như ông Lương Tam Quang, nhân vật mà ông Tô Lâm hy vọng sẽ trở thành tân bộ trưởng kế nhiệm ông trước khi ông ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Tuy nhiên, tại hội nghị Trung ương 9, trong danh sách 4 ủy viên Bộ Chính trị được bổ sung, không có tên ông Lương Tam Quang. Bởi lý do đương nhiên, ông Quang chưa đủ một nhiệm kỳ trong vai trò ủy viên Trung ương Đảng theo quy định. Tướng Nguyễn Duy Ngọc được đánh giá là một nhân vật rất khó hiểu, dẫu là một đồng hương Hưng Yên và được ông Tô Lâm nâng đỡ. Nhưng trước đây có những đồn đoán cho biết ông Ngọc có mối quan hệ tốt với ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Ông Trạc cũng là một ứng viên tiềm năng cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, theo mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, cách đây không lâu có những đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Duy Ngọc có tên trong ekip chính trị và có mối quan hệ rất tốt với liên minh của Đại tướng Lương Cường, nên là tân thường trực ban bí thư. Đó là lý do vì sao việc Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc sẽ nhậm chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng không hề gây bất ngờ. Nhưng thế chân vạc, kiêng ba chân vốn là sức mạnh của Bộ Công an, nay đã bị xé lẻ ra. Trước đó là sự ra đi của cựu Bộ trưởng Tô Lâm, sắp tới đây là sự ra đi của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Như vậy, tướng Lương Tam Quang, tay chân đắc lực của Tô Lâm còn ở lại Bộ Công an, có khả năng bị biến thành một ông đầu rau cô đơn, nằm dưới sự kiểm soát của tướng Trần Quốc Tỏ. Điều đó cho thấy nội bộ của Bộ Công an nói riêng và phe cánh Hưng Yên đã bị xé lẻ, phân rã. Với cương vị Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cơ hội vào Bộ Chính trị và cuộc kỳ đại hội Đảng sắp tới của Nguyễn Duy Ngọc là rất cao, bỏ xa cả Lương Tam Quang. Việc ông Ngọc ngồi thay chiếc ghế này từ khi ông Lê Minh Hưng, một người được mệnh danh là tay hòm chìa khóa của Tổng Trọng, có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo giới quan sát, việc điều tướng Ngọc sang hoạt động và làm việc bên Đảng, ngoài việc để giám sát và cách ly, đồng thời giới chức có thẩm quyền sẽ sử dụng ông Ngọc như một chiếc chìa khóa để mở giải mã các bí mật của Tô Lâm trong việc lập hồ sơ luận tội ông. Đây là một nước cờ dường như cao tay của người dùng là Tô Lâm để trị Tô Lâm, đồng thời là biện pháp để chia rẽ nội bộ của Công an nhằm nghi ngờ lẫn nhau. Ngoài ra, việc Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc rời khỏi Bộ Công an sẽ để lại một chiếc ghế trống và nghiễm nhiên phe của ông Trọng có thể chám người của mình vào. Đây là diệu kế nhất tiễn hạ song điều để phe cánh Tổng Bí thư tiến tới kiểm soát toàn diện Bộ Công an. Những điều vừa kể trên cho thấy mục tiêu chia đàn xẻ nghé của cấp có thẩm quyền là điều có thật. Không có lý do gì để cho rằng việc đưa Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế Chánh văn phòng Trung ương Đảng là thắng lợi của Tô Lâm và phe cánh. Bởi một lẽ tự nhiên, không có bất kỳ một ai đang ở thế của kẻ mạnh, đang trong vai trò làm chủ cuộc chơi, lại mở cơ hội để chắp thêm nanh vuốt cho kẻ thù. Cũng xin nhắc lại, với sự thay đổi theo mô hình ban chỉ đạo mới của Tổng Bí thư, thì chức Bộ trưởng Bộ Công an chỉ là một thành viên, không còn khả năng chi phối chiến dịch đốt lò như trước đây. Người thực sự nắm quyền duy nhất vẫn là Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng toan tính điều gì trong ván cờ thay đổi nhân sự cấp cao ở Bộ Công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.